đi kèm ha, một một ma thang máy, hai đầu vít nè, một đầu vít, một đầu mũi khoan, mũi khoan tường đa năng 6 ly nha. Đây, một cục xạ, một tay cầm, cục pin, hai cục pin, hai cục pin nha, 10 cell. Đây ha, máy nè. Máy này thì nó sẽ có 3 chức năng nha các bạn. Đây, chức năng nhận vít. Nhận vít thì có 20 cấp chữa. Nhận vít có 20 cấp chữa. Chức năng thứ hai là chức năng khoan. Chức năng thứ ba là búa nha. Đầu thì đầu auto lock 13 mm. Trên đây thì có hai cấp tốc độ nha, nhanh chậm. Dưới đây có đèn báo pin. Tốc độ 3800. Mình sẽ thử khoan vô cột bê tông cho các bạn xem nha. Mình chỉ sai chế độ bê tông nha. Khoan rất là ngọt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cái mũi khoan 6 ly ha. Khoan 6 ly mình khoan vô cái V5 này cho các bạn xem nha. Khoan cái nhẹ nhàng nha. Đây ha, mình dùng vít bắn tôn này bắn vô cây V5 cho bạn xem nha. Đây, nó rất là lực nha bạn. Rất là dễ dàng nha. Đó. Rồi. Thì cái máy này mình khoét, dùng để khoét cái lỗ gắn máy điều hòa rồi các bạn, thì khoét được bình thường nha, lực nó rất là mạnh nha. Đây cây nhãn khô nè, mình bẻ làm cái làm nhà nè, nó cứng ha, rất là cứng cho nên mình bẻ khung làm nhà nè, bẻ đai làm nhà. Thì bây giờ mình sẽ khoan ha, vít bắn gỗ dài một tấc nha. Chế độ khoan. Cây này cứng ghê luôn. Rất là cứng nha, cây này rất là cứng nha, máy cực kỳ lực, không có kêu gì luôn các bạn. Ha. Xả ra, nó không? Nó rất là cứng nha. Giờ mình xả mình phải vịn hai tay ha, nó có tay cầm nha các bạn. Rất là lực nha. Đây. Chỉ chè tắt nha bạn. Đây ha, bây giờ mình sẽ tháo cái thân máy này ra để cho các bạn xem phía bên trong của nó nha.
Đây ha, phía bên trong của con máy nha. Đây, cái đầu gân hợp kim nha bạn. Đây là hai cái lẫy chuyển chuyển chế độ nha. Nha chồng. Đây. Bộ mạch ha. Bộ mạch thì cái đế nhôm nè, có độ keo chống nước, chống ẩm. Công tắc điều tốc nha. Công tắc điều tốc. Lỗi đồng rất là lớn nha bạn. Thì cái này lỗi đồng rất là bự nha. Cái máy này ít khi nào mà nó bị cháy cái motor này lắm, tại vì nó là lỗi đồng rất bự. Đây, video mình tới đây xin được tạm dừng. Thì mọi người khi xem video nhớ cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.